thưa quý vị chiều nay ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp năm 2023 theo quyết định số 238 ngày 30 tháng 9 năm 2020 của ban bí thư trung ương đảng khóa 12 phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn út trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy hoàng đình cán chủ trì hội nghị tại hội nghị ban tuyên giáo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và sở kế hoạch đầu tư sở giao thông vận tải sở xây dựng bộ chỉ huy quân sự tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2023. Theo đó, nội dung phối hợp tập trung vào định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề nhân dân quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ đảng viên về việc thực hiện chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các dự án chương trình trọng điểm của tỉnh triển khai trong năm 2023. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc nhấn mạnh các đơn vị cần quan tâm đến công tác truyền thông bám sát mục đích nguyên tắc nội dung phối hợp đề ra trong quy chế ông hy vọng sau hội nghị ký kết các cơ quan phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao chai trò vị thế của ngành tuyên giáo nâng cao chất lượng công tác tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao